Cho mình chứ không ai mà có thể mà giải căn cho người nào được. Căn mình tự giải ha. Mình cái căn của mình như thế nào, có thiện hay không, tự mình tô bồi công đức, tự mình cho cái tâm huệ mình sáng suốt, tự người những người tâm linh đó người ta thấy cái căn này sáng suốt, người ta sẽ giàu. Không, khổ con còn mê chơi nè, con thấy có gan không? Ồ, mẹ hả? Còn mê chơi là phải có người dìu dắt đó, cũng như người này người kia tới dìu dắt cho hổ con này mới múa. Không nghe thôi, còn những người kia là người ta có là dữ lắm á. Ra rồi đâu làm gì được. Chỉ không biết liền đó, nó gục gà nè, thục lại nè, không dám. Hổ con không dám, hổ con không dám ra trước luôn. Hổ con không dám đó. Vô nè, vô nè, vô đi vô vậy á, chứ hồi đi vô hồi cái gặm gực cái ga nữa. Ở đây thì con thấy rất là nhiều lứa tuổi, lớn có, nhỏ có. Khi theo như cô chia sẻ này có phần căn thì các ông sẽ về đó, và đặc biệt là đôi khi những người là có lại còn có lại có xui gia nữa, nhưng mà chỉ có phần căn thì múa mới được chứ đâu phải là ai cũng được. Dạ. Này là hình giỏ hả cô? Dạ, căn này hành sát quá nha, bớt lại. Ai kìa đuổi nó, ấy kìa kìa lại bớt được kìa nghiệp. Bớt lại hả, sát nữ. Sát nữ từ từ thôi, từ từ. Cô kêu được hả? Kìm lại. Cô kìm lại được hả? Con thấy dịu dàng lại, cái sát nữ mà. Nhưng mà cô nói là... Cô nói vậy cái điển người ta biết. Cô nói là điển ta biết hả? Cái điển ta biết mình là từ từ là cái sát nữ. Cô chỉ là cô nói là người ta biết luôn hả? Con thấy người ta dừng lại không? Nhưng mà con thấy rồi, người ta dừng lại luôn. Cô nói nhỏ ở đây thôi nhưng mà nói người ta vẫn nghe được luôn hả? Điển. Cô điển luôn ha. Giống như cái phần đó là cô nói đó là cái sát nữ không được giật sát người ta quá. Từ từ để múa cho cha mẹ coi thôi. Cô nói là cô nãy là cô nói cô ở Tây Ninh hả? Không, cô ở Bến Tre. Cô Bến Tre. Cô thành phố Bến Tre. Ôi, quá. Thì áo xanh đang múa đó. Dạ. Là con nhìn cái tay người ta bắt ấn là con biết người ta ở cung cha. Ồ, cái ngón tay trỏ vô. Người ta bắt ấn như thế này. Người ta trong khi người ta múa ta bắt ấn như thế này là người ta ở cung cha. Dạ. Còn những người ta bắt như thế này là con thấy là người ta ở cung mẹ. Dạ. Còn chị này. Đây chỉ là một tướng thôi. Một tướng tại vì trên cái phần du di thì tới là 36 cung cổ rồi. Người này cung này, người kia ở cung kia. Những người mà có công với đất nước, khai quang để mà làm nên đất nước thì những người đó được về ở phần trên, ân trên hết trơn, về cõi trên hết trơn hả cô? Người ta đó là người ta về thành, người ta thành thần, người ta lên bản thông thần á, ta thành thần. Nhưng mà những cái dịp như thế này là người ta cũng muốn mà để người ta có cơ hội người ta về để người ta hưởng qua đăng cà quả của chúng sanh. Khi mà nhớ đến những người có ơn với nước, người ta về đây để mà khi mà người ta ra như thế là người ta
cũng chung vui với mình đó. Con nghe một điều cái cô áo xanh đó là đang nói cái ngôn ngữ gì hay không hả? Đó là người ta dịch về bên, người ta nói về bên tiếng Phạn. Yeah. Khi người ta có nhiều người, người ta cao, người ta thâm cao, người ta mới nói được tiếng Phạn. Yeah. Thì người ta không nói được, người mình không nghe được, nhưng mà những người có thông linh có thể người ta đối thoại với nhau bằng tiếng Phạn được. Như cô có thể đối thoại được không? Cô thì có lúc cô cũng đối thoại được, nhưng có khúc cái lúc mà phần của cô về có thể cô đối thoại được. Và cô biết người đó nói những gì, cô dịch ra cho nghe vậy đó. Ờ, cô là nhưng mà khi mà về á, khi mà phần ân trên phần trên về á, thì cô có biết được cái bản thân của mình biết có chứ. Cô biết luôn hả? Sáng suốt mà đâu phải mình khùng đâu. Dạ. Là cái điển của cha mẹ xuống để cho mình, chứ không phải là con người mình khùng điên hay là cái này kia mà mình lạng quạng mà để mà rất là sáng suốt và thông minh. Dạ. Đó, những người tướng của mình hồi xưa toàn là thông minh không, chứ con nghĩ thành ra cô này sáng suốt, rất là sáng suốt. Cô nói tiếng Phạn bây giờ cô có biết được tiếng Phạn không? Chưa đâu, nhiều khi có lúc mà còn thần của cô về chỉ dạy một cái gì đó mới là làm được thôi, chứ không phải tự nhiên là được. Cũng là rất là khó. Con thấy cái đường tâm đạo nó rất là dễ. Nói là mình, ví dụ mình ăn chay ăn lạc ngày rất là dễ chứ. Nhưng mà sự thật rất khó, không phải là dễ. Vì vậy cái đường tâm đạo đâu phải muốn ăn chay là ăn chay được đâu, đúng không cô? Không, không được. Cô có đang nói tiếng Phạn không thôi cô? Ta nói. Ôi. Hồi nãy hầu rồi, giờ phần khác nó về, giờ phần hổ về. Hồi nãy cha là vô hầu cha trước, nên đáp ứng đó về hổ về. Hổ về hả con hả? Ừ. Hồi nãy vô là chầu trước. Chầu trước thì mới tới hổ về sau. Cái xác này cũng cứng. Xác cũng cứng là sao con? Nghĩa là tâm đạo cứng. Người đó có tâm hướng thiện hả? Ừ, cái tâm đạo người ta cứng. Ta có cái lòng thiện đó không? Dạ. Dạ, đưa con cúng anh chị, con chị cúng bà mà hãy vậy. Cô cho con hỏi là những cái phần căn đó thì hàng năm thì những phần xác của những chị này nè là phải về đây hay sao cô? Phải đúng là như vậy. Nhưng mà mỗi năm nếu mà người mà có canh thì dứt khoát thôi thúc tông lòng phải đi về đây, nó là phải đi đến đây. Nên con thấy là người ta đi hằng hà sa số không biết là bao nhiêu. Dạ. Thè cậu con thấy đó, dữ lắm. Trong đó vì cũng có người hiếu kỳ để đến để xem, cũng như con vậy nè. Có nhiều lúc con cũng hiếu kỳ, con đến để con quay con này cái nọ để con lưu lại trong hộp cái băng đó, là cũng như cho con thì không có thì tâm linh đó, nhưng mà có lòng hiếu kỳ con dẫn con đến. Ừ. Như vậy đó, có người cũng lòng hiếu kỳ, có người cũng đến để coi, và có người đến để ra căng, và có người cũng là căng hối thúc, rồi có người cũng căng lớn, có người căng nhỏ. Cô nói là 36 căn cõi mà đó. Vậy đó. Ừ. Chị đó đang con hỏi cô, cái cô mà áo đỏ mà đang ngồi bên đó đó cô. Ừ. là sao cô? Điển cô đó hả? Dạ. Cô đó không có điển nhiều đâu. Dạ. Cô đó cũng như là thì cũng có người, thí dụ giờ con dọn một cái tiệc thì cũng phải có người lặt rau, có người gọt củ, người lặt cải, lặt rau, rửa chén này kia, con mới dưng lượng được một cái tiệc. À, mỗi người một phần thì con nói. Cô nói vậy con hiểu rồi. Dạ. Cũng có, nếu mà con vận động viên thì con làm gì con cũng thân có người cổ vũ. Dạ. Con hiểu. Vậy con hiểu đó. Dạ. Nói đừng đơn giản vậy, dễ hiểu. Những người như vậy đó, là ta người ta chỉ mà hỗ trợ cái cuộc, cũng như là cô nói vận động viên. Chứ đúng ra cái phần nó không có căng nhiều. Như cô đó đang khám giái cúng là cũng có căng hay cho con hả? Khác căn khác cô hả? Phần là những người này nè, những người mà đó, người đang múa cũng vậy, người ta cái phần là cũng như những phần tử nhỏ nhỏ cũng muốn về đây vui coi vậy thôi, chứ căn là
là chưa gặp nãy giờ chưa gặp con đó. Cái giờ già lùi cái già gà vậy đó. Với lại mà cái gặp những cái phần lớn hơn thì không thể nào ngại ra phải không cô ha? Mẫu con này nè cũng hơi gục gà, hơi gục gà đó. Hổ là hổ lớn mà tới cái hổ con lùi thấy không đó, rõ ràng đó. Con thấy vậy là con thấy rõ ràng á, cô nói là con dễ hiểu thấy không, lùi lại vậy. Đây là hổ lớn là con lâu ra nữa kìa. Điển đó, điển đó, ngọn hồ bò đã hết nè. Chỉ dựa vào cái bên mình có em này thôi chứ họ không thể nào vào tâm mình con người mình được. Khi mà hổ kế bên hổ muốn cho bà con cô bác coi hổ dựa vô để hổ làm những cái động tác đó là tự động cái tay chân em đó tự làm như vậy là mình không có cưỡng lại được đó. Chứ đúng ra thì những người kia cũng vậy, là dựa bên mình để những cái tay chân và những cái hành động của cái người đó là làm theo như là ông hổ, chứ không phải người ta không biết à, người ta vẫn sáng suốt vẫn biết như thường không có gì hết. Tại vì này là đấu là căng là điển không à, chứ đâu có ai cùng điên gì. Cô cho con hỏi những cái anh này nè, anh mà khổ trống này là sao con ha? Những cái phần này á thì cũng có chút đỉnh. Ví dụ là lớp 1, lớp 2, lớp 3 hiện ta cũng được lớp 4. Chứ đó là người ta nhìn, người ngoài nhìn vô, người ta sắc tướng rất nhiều. Chứ thật sự thì nó cũng chưa có gì đạt đến mức con nhìn vô, nhìn thấy sắc tướng nghĩa là con nhìn thấy bộ đồ người ta mặc. Ở bên kia cũng vậy, thấy bộ đồ người ta mặc trong lòng mình tưởng chắc cao lãng người ta cao thâm. Con nhìn con thấy chắc cao lãng người ta cũng biết người ta cao thâm nhưng này là ông hổ về hả con? Hổ lớn. Này cũng như là người ta cổ vũ. Đội cổ vũ mà làm gì cũng phải có cổ vũ. Giống như đá banh vậy hả? Giống như đá banh này quân cổ vũ. Nhưng mà đây là cổ vũ theo cái trường tâm linh. Cái trường canh. Dạ. Còn mà đá banh thì cổ vũ khác. Vỗ tay trời. Cô ha. Mạnh
mua đâu có gà thế, đâu có gà thế đâu, nhưng mà hộ lớn người ta mua gà thế. Cái này cũng một phần, nhưng mà này về bên Thiếu Lâm. Rõ Thiếu Lâm mọi người. Giống như đang múa giỏ coi hả? Em đi đường Nguyễn Thiếu Lâm. Không thấy Thiếu Lâm rõ ràng thấy không? Không thấy hổ. Trời. Quá đẹp. Nguyễn Thiếu Lâm. Nó là nó hốt, ta chụp không đó. Rồi, ném đi nha nha. Rồi, chụp xe xẻ ra tới. Không biết nữa, ai biết em này làm gì hả? Mình đâu biết cái này là này, em đây là sao? Em ra đi chúng lôi mày. Em này căng mới. Căng mới. Căng mới. Chưa có kiểu như đi mua, cũng chưa có bề bản gì mấy. Dạ. Con không hiểu là cô giải, có thể giải thích cho con cái từ mà giải căng là sao không? Giải căng nó đúng ra là ở đây không ai có cái quyền lực để mà giải căng cho người nào hết trơn. Con nghe mọi người nói này, người nào mà có căng thì lên núi, đi lên núi nhiều lần có thể giải được căng là sao? Không được. Không được. Cái căng của mình tự mình tu học, tự mình tô bồi, tự mình giải cho mình, chứ không ai mà có thể mà giải căn cho người nào được. Căn mình tự giải ha. Mình cái căn của mình như thế nào, có thiện hay không, tự mình tô bồi công đức, tự mình cho cái tâm huệ mình sáng suốt, tự người những người tâm linh đó, người ta thấy cái căn này sáng suốt, người ta sẽ giàu.
chứ người ta không bao giờ vào những cái người ác hơn ăn chơi hút chích. Con thấy có ai giàu không? Vậy thôi, nói vậy dễ hiểu. Giống như là hờn giỏi hơn cơ hả? Nó làm nó ra dễ cái con hổ con rõ ràng. Nhưng mà nó ra dễ cái con hổ con rõ ràng. Dạ. Vậy đó, bởi nãy giờ cô nói là nó là hổ con không có sai. Vẫn hờn giỏi rồi sợ sệt hả? Đi lên nữa đó là khi mà qua sáng đó là cô đã về rồi, cô không biết là ngày gầm tới đâu, cô cũng không biết ngày gầm người ta có vẫn còn có ngày gầm người ta có lên nữa, ta cũng ngày gầm nữa đó. Còn đây hang là nếu mà chấp nhận cho ở mà ở cái chỗ này mà cho ở đêm lại là tất cả người ta đều ở đêm. Thời này là thời mạt pháp rồi, đây là người ta gọi là
là hữu hình, du di và hữu hình hợp nhất. Nghĩa là một cái phần du di để dựa vào hữu hình. Hữu hình là mình, hữu hình là người mình đang đây. Dạ. Rồi du di hợp nhất với hữu hình, người ta mới múa được như vậy. Tâm linh là còn như vậy. Người ta là tâm linh. Dạ. Người ta phải hợp nhất với hữu hình. Đó, người ta mới làm được như vậy. Được. Này được. Cái huynh này nè. Nhưng mà đặc biệt có một cái vậy chứ không bao giờ đụng ai hết. Không đụng hả? Con để ý đi. Xong vậy thì cái phần xác đau không cô? Đau. Hình như là ở đây nhiều, bên kia chắc tối. Đâu cô nói về kìa. Cô đó về. Cô đó căng còn nhỏ, cô múa nó cái điệu bộ nó chưa có thành, nó chưa có hoàn chỉnh. Thank you.
ra để về. Tại vì không cho ở. Dạ. Chứ nếu mà ở đây có lệnh ở thì cái là người ta đâu có về, ta ở lại hết. Bằng căn đó là của ai không? Cậu Nhân Đảo con không biết hả? Tự con múa thôi hả? Trời, tại con múa đại chứ không biết rồi. Là con là tự con múa luôn. Dạ. Ừ. Sao con biết ở trên này? Đi ra lại hả? À. Nãy thấy múa ra thì mệt dữ không? Đúng. Hả? Đúng. Đuối hả con? Thấy múa phần say xỉn đó con. À, hỏi thấy phần mệt dữ không á? Cũng nó làm mệt thì nó cũng không mệt nhiều. Dạ. Nó như thế vô thì nó mệt, nó không mệt nhiều. Chỉ ra rồi cái gì mình múa đi là mình đi cái gì cái tâm linh mình gì vừa vô rồi ra là gọi là nó hơi gì đi một xíu trong vòng chưa được 2 giây 2 phút là nó hết à. Là hết ra không? Ừ. Nó hết mệt rồi. Dạ. Đây là con của cô thì lúc nãy lúc bằng căng vô á là cô biết là ai vô không? Không. Thì chắc của quyền ông bà đó quá. Dạ. Chắc của quyền ông bà đó quá. Người gì cô? Cầm của quyền ông bà. À, của quyền ông bà ha. Của quyền thất tổ quá. Dạ. Trong họ đó nói cho tầy. Của quyền thất tổ trong họ đó. À. Em không sợ. Em năm nay nhiêu tuổi rồi? Em 18. Em 18 tuổi hả? Cám tuổi nhỏ con hả? Vậy là nguyên nhà cô là đi qua đây hết luôn hả? Chưa, con gái đó không có đi, có một đứa gái. Con gái nữa hả cô hả? Con mẹ thôi đó. À. Rồi thôi. Gái này 21. À, rồi cảm ơn cô chia sẻ con nha. Rồi. Dạ. À, dạ. À, theo chia sẻ của cô bác anh chị ở đây thì về cái phần căn á thì người nào có căn thì mới được ân trên để mà mượn xác để mà vào. Và khi vào thì có rất là nhiều họ muốn theo cái chỉ dẫn của tâm linh thì đây là một phần tâm linh mình cũng không biết giải thích như thế nào, nhưng chuyện tâm linh thì không thể nào giải thích được. Mong video clip này sẽ mang đến cho cô bác anh chị một cái điều gì đó. Dạ, xin chào và hẹn gặp lại.